Cơ ngơi của chồng Bảo Thy, biệt thự hai mặt tiền đến mùa lễ hội là gây choáng bởi một điều. Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, Bảo Thy được chồng cưng chiều hết mực. Nhà chồng Bảo Thy là một trong những ngôi nhà to nhất ở khu đất đắt đỏ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Biệt thự của đại gia Phan Lĩnh ở vị trí đẹp, có hai mặt tiền nên người hâm mộ dự đoán giá không phải là con số nhỏ. Nhà của đại gia Phan Lĩnh có màu trắng xám làm chủ đạo, diện tích rộng rãi, có hồ bơi và vườn trồng rau. Đặc biệt, nam đại gia còn chi tiền thay toàn bộ nước hồ bơi thành nước biển để phục vụ sở thích của bà xã. Bên trong được bày trí khá đơn giản, nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ sang trọng, đắt tiền. Đặc biệt, vào dịp lễ hội như Tết, Giáng sinh thì nhà của đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy lại rộn ràng nhất khu nhà giàu. Bởi lẽ cặp đôi rất thích trang trí hệ thống đèn LED, bày hang đá, cây mai khủng bao quanh khuôn viên nhà. Và những dịp cuối năm, nhà chồng Bảo Thy còn tổ chức gói bánh chưng, bánh tét và nhóm lửa ngay trước sân nhà. Bảo Thy cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc gia đình xem bắn pháo hoa tầm thấp tại gia để ăn mừng vào những ngày đặc biệt.